Vào khoảng 12 giờ trưa nay, tại đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, xảy ra một vụ án mạng làm một người tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hạnh, 66 tuổi, trú tại số nhà 40 đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, làm nghề bán nước giải khát tại nhà. Theo nguồn tin từ người dân sống gần đó, thì vào khoảng thời gian trên, có một đối tượng là nam giới đã vào nhà và đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.